Trời ơi, 8 năm mà chị không quay vlog của em. Hello mọi người, thì bây giờ là Mèo và đồng bọn đang đi chùa Miếu Nổi ở Hà Bắc. Quang không ngồi mày. Thì nè chị cầm hoa, cầm hoa. Thì bây giờ là đang di chuyển trên cái một cái tàu. Khi mà các bạn tới cái bến tàu này á, thì sẽ có một chiếc tàu để chở mình ra chùa. Tại vì cái miếu nằm ở giữa sông nên ta gọi là Miếu Nổi. Thì đi tàu từ đây ra đó và chị về thì chi phí một người là 10.000, 10k. Thì cái đường vô đây rất là khó kiếm nha mọi người. Đó nè, đây nè. Linh thì dù nước nó dâng lên cái nào thì cũng sẽ không vào được chùa. Thì mấy bạn em ở đây, đây là người dẫn đi Duy trên đàn gì thì để mèo ra ngoài xem như thế nào, sẽ quay cho các bạn thôi. Xem bói xem tử vi rất là hay nha mọi người. Ở đây chùa người Hoa hả? Không, chùa giống từ thôi. Đây là chánh điện. Nên bây giờ chắc là mèo sẽ vào mèo thắp nhang. Có gì mèo sẽ quay sơ chánh điện cho mấy bạn coi nha. Rất là rất là cổ kính. Rất là cổ kính. Ô đẹp quá. Ở đây mà chụp hình áo dài là xuất sắc luôn. À, cũng nhiều người chụp hình áo dài. Vậy hả? Để quay cho mọi người xem. Nè, đó, cái view nhìn ra toàn là nước. Ủa rồi có gì lạ không? Ý là nhìn có cái chụp ở trên xuống thì nó có cái nhìn giống Trung Quốc á. Bạn này người quê Tung Của mà. Tung Của. Đây miếu của mình là mở cửa từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều là nghỉ nha mọi người, nên mọi người biết giờ để mà mình đi. Đây là Duy là rất thường đi chùa này thì sẽ hướng dẫn cho mình để mình xem. Đây, ở đây là mình có những cái nhang khoanh ở phía trên đây nè mọi người, là luôn luôn được đốt hả? Khi mà mình vào mình sẽ thấy tượng của Phật Di Lạc, của Chuẩn Đề Bồ Tát. Thường mèo cũng không có biết rành về những cái vị Phật hay là mẹ, nên mình sẽ nhìn cái bảng mà mọi người để mình biết và mình thấn. Ở đây là mèo thiên về mẹ, là có mẹ Quan Âm nè, có bà Chúa Xứ nè, có Long Mẫu, rồi nhiều lắm nha. Về cái dàn ngũ mẹ Ngũ Hành đó. Đây ở ngoài, ở ngoài là ba mẫu, hai mẫu nữa. Ừ, ở ngoài là đúng rồi. Ở đây đi đi cúng sơ qua thì cũng rất là nhiều mẹ. Ở trong đây các bạn sẽ vào đây, các bạn có thể không cần mua nhang đèn ở phía bên ngoài gì, ở hay là ở bến đò, thì ở trong chùa là có chỗ bán nhang đèn vòng lưu niệm để các bạn dâng đèn lên cho mẫu. Mua ủng hộ chùa sư ở đây rất là nhìn rất là phúc hậu. Thì ở đây là mẫu mẹ, đây là tượng của mẫu mẹ. Thì trước khi mà mình vào gặp bà Chúa Sư, bà Chúa Xứ và mẹ Ngũ Hành thì mình sẽ gặp tượng của mẫu mẹ trước. Ở đây có kinh luôn cho mọi người đọc. À, có cái bản kinh luôn để mình đọc 3 lần nếu các bạn có thời gian hoặc là chuẩn. Đây là thánh điện của năm mẹ Ngũ Hành. Quay lên nhìn đẹp ghê luôn. Rất là cổ kính. Năm mẹ Ngũ Hành ở giữa, bà Chúa Xứ ở một bên, và bên đây là gì? Mẹ Cửu Thiên. Rồi bên đây thì có Cửu Quyền Thất Tổ.
Đó, đây là quang cảnh ở phía bên trong chánh điện. Các bạn đi vào sâu hết trong thì đây là chỗ cuối cùng. Đó. Nó không nhỏ, nó không có lớn nhưng mà nó rất là đâu ra đó, ra phần của kiểu mà cung điện, cung của ai là người đó ngự. Rồi, để mèo dẫn các bạn ra ngoài xem. Bây giờ mình ra ngoài thì phía bên ngoài ngoài trời luôn sẽ là mèo hỏi Duy cái này là gọi là sao, tại vì thường á mà mình đi chùa thì những cái tượng mẹ mà đứng phía ngoài thì thường là mẹ Quan Âm. Ừ. Thì chị không biết đây là em cũng nghĩ đây là mẹ Quan Âm. Mèo cũng nghĩ đây là mẹ Quan Âm. Mình là Long Mẫu rồi. Ừ. Thì thường tất cả các chùa mà tượng mẹ mà đứng phía bên ngoài thường là mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, thì mình có thể dâng hoa và lạy thêm ở đây. À, mẹ ở đây rất là thiêng. Mẹ ở đây rất thiêng hả? Con cũng khấn thành tâm lắm. Mẹ cố gắng phù hộ độ trì cho con. Ở đây được cái là nước lên cỡ nào cái ở đây nó cũng không có ngập. Không vô một miếng nào luôn. Đúng rồi. Nó ngay mà nằm ngay giữa sông luôn. Ghê à. Đây là tới cung. Cung của Long Mẫu là một cái cung riêng nằm phía sau tượng của mẹ Quan Âm nữa. Hai bên đều là thật sự là mèo không rành về các chức danh của các vị thần tiên mẹ, nên nếu mà mình mèo có nói sai thì các bạn thông cảm nha. Đây thì mình ở đây là có Long Mẫu. Thật ra là mèo đã đi cúng một vòng rồi, mèo cúng mèo thưa mèo trình hết xong mèo mới dám quay chứ không phải chưa quay, chưa có cúng mà đi te vô. Đây đây là gì? Hổ. Ông hổ. À, ông hổ. Đây là đền ông hổ kế bên cái đền của mẹ Long Mẫu. Uy quyền. Uy quyền lắm hả? Dạ, cho con xin uy quyền. Rồi, bây giờ thì cạnh bên cái đền của ông hổ mình có một cái con đường như vậy nè mọi người. Thì mình đi xuống đây là có ăn uống, có bán cá, bán chim, phóng sanh và có một chú ngồi ở đây chuyên coi tử vi rất là hay. Đó. Đây là bán đồ phóng sanh, bán cá, chim. Đó. Thì mèo sẽ đợi xem chú ở đây đang xem. Đó, đó là một dòng của chùa Miếu Nổi ở Gò Vấp. Thì bây giờ mèo đang ngồi chờ và tới lượt để mình xem tử vi xem như thế nào. Đầu tháng rồi nên cũng hy vọng là một cái gì đó cho 6 tháng còn lại thật là tươi mới và may mắn. Vậy là mèo đã dẫn mọi người đi một vòng. Á, à, tàu bỏ mình. Lo quay á. Không lên thuyền. Lo quay quá không lên thuyền. Thuyền bỏ luôn. Không, không sao mọi người. Thì rồi mọi người thuyền sẽ lại đi vô và rước. Nhưng mà hơi lâu một xíu. Thì mẹ đã dẫn các bạn một vòng chùa Miếu Nổi. Ở đây các bạn có thể lên lên Google, các bạn search địa chỉ chùa Miếu Nổi Gò Vấp, nó sẽ ra cái địa chỉ chính xác, nó sẹt quá trời sẹt luôn. Thì các bạn có thể đi Grab hoặc là dựa theo địa chỉ đó đi đến đây. Thì đi khi mà mình đến đây mình cũng ra nhiều lắm. Ở phía bên kia bờ sẽ có một cái chùa tượng trưng, có những người không qua đây được thì cúng ở cái miếu đó. Rồi mình sẽ đi sau lưng miếu đó có một cái bến tàu thì mình đi và đi qua đây. Thì rất lâu rồi mèo mới trở lại vlog về để mà chia sẻ những cái chuyến đi của mèo. Tại vì thời gian qua mèo rất là nhiều việc cũng như là rất là nhiều gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống nên không có thời gian để quay vlog. Thì đây là clip quay trở lại và compete với các bạn. Thì hy vọng các bạn vẫn sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ mèo nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến đi khác hoặc là những vlog chia sẻ về những vấn đề khác. Ở đây rất là mát. Bye bye và hẹn gặp lại. Bye bye.